Đáng ra thức dậy ở một nơi xa lạ. Núi rừng. Ở đây cách Hồng Ba Bể khoảng 2 cây số. Lát nữa mình sẽ đi Hồng Ba Bể. Xin chào cả nhà, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi thăm Hồ Ba Bể ở Bắc Cạn nha. Ba Bể là một hồ nước ngọt ở Bắc Cạn, Việt Nam, là một trong 100 hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới và nằm trong vườn quốc gia Ba Bể. Nơi đây được công nhận là khu du lịch quốc gia Việt Nam. Hồ được hình thành cách đây hơn 200 triệu năm. Cuộc kiến tạo lục địa Đông Nam Á ở cuối kỷ Cambrai đã đưa một khối nước khổng lồ với diện tích bề mặt sắp xỉ 5 triệu mét khối và chiều dài hơn 30 mét lên lưng chừng vùng núi đá vôi, tạo ra hồ Ba Bể. Ba nhánh của hồ thông nhau, còn gọi tên là Bé Lầm, Bé Lù và Bé Lèn. Giá trị lớn nhất của hồ Ba Bể là cảnh quan địa chất độc đáo, giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo và giá trị to lớn về đa dạng sinh học. Đây là hồ nước ngọt thiên nhiên lớn nhất Việt Nam. Năm 1995, Hồ Ba Bể đã được Hội nghị Hồ nước ngọt Thế giới tổ chức tại Mỹ công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ. Cuối năm 2004, vườn quốc gia Ba Bể được công nhận là vườn di sản Asia. Trời ơi, cái động nó lớn kìa. Và thiền chúng em sẽ dừng lại trong động để leo lên chụp hình nha. Đây là động buông. Nhưng mà xình như vậy trơn tét chết. Chắc không sao đâu ta. Ây da, không sao. Đây là động buông nha. Đây là nằm trong vườn quốc gia Ba Bể. Cái động này chắc hồi xưa đánh giặc ở đây quá, trú trong đây quá. Ê, cho mọi người xem, nghe tiếng dơi kêu. À, dơi kêu trên đó. Ê, chà, có vẻ như mọi người tụ tập ở đây ăn uống rồi nướng thịt được, có biết nướng. Hay là buôn bán nhiều cũng không rành nữa. Chắc cái trạm mình chạm buôn bán quá. Wow, cái cục thạch nhũ lớn thiệt lớn luôn, có rêu móc luôn. Ở đây thì người ta đến đây người ta có vẻ như người ta phá nè mọi người. Ây da, càng vô càng tối nha, để bật flash lên. Đây là mấy cái này là thạch nhũ nha mọi người. Đây là thạch nhũ nè. Trời ơi, quá trời lớn luôn. Không biết đi xuống dưới có gì dưới nữa. Kêu. Mọi người nghe không? Giờ thấy ánh sáng nó kêu. Ở đây một thạch nhũ lớn thiệt lớn luôn. Giờ tầng. Từ trong động ra mọi người. Lớn lắm, cổng động lớn lắm. Sự tích về hồ Ba Bể. Ngày xưa ở vùng Bắc Cạn, mỗi năm dân làng Nam Mẫu đều có tổ chức một lễ cúng Phật lớn gọi là lễ Vô Giá. Dân chúng khắp miền quay về tụ tập rất đông. Một hôm có một bà lão bệnh cùi đến làng để xin ăn. Quần áo bà rách rưới tả tơi, người bà có mùi hôi hám rất khó chịu, khiến mọi người phải lánh xa. Bà lão cui hủi đến nhà nào xin ăn đều phì phào mấy tiếng: đói lắm các ông các bà ơi. Nhưng bà lão đi đến đâu cũng đều bị xua đuổi. Tuy nhiên,
có người biết động lòng thương hại, đó là một người đàn bà quá ở với con trai. Bà quá này không những không kinh tởm mà còn kêu bà lão vào nhà cho ăn uống no đủ. Sau đó bằng lòng cho bà lão ăn mày này ngủ nhờ một đêm ở gốc vựa lúa trong lều. Đến nửa đêm, hai mẹ con bỗng giật mình thức giấc, nghe có tiếng động ầm ầm dữ dội từ phía sau vựa thóc. Mở cửa vựa thóc ra, không thấy bà lão bị cùi đâu, mà là một con dao lông lớn uống mình ầm ầm như tiếng sấm. Đầu gác lên giường, đuôi thò xuống đất, hai mẹ con kinh hãi trở ra, thao thức lo sợ, không ngủ được nữa. Đến sáng, thấy bà lão đi ra từ vựa thóc và nói: "Tôi thật sự không phải là người, tôi là một con dao lông, tôi chỉ giả dạng ăn mày để thử lòng từ thiện của tín hữu nam nữ đến làng Năm Mẫu lễ Phật. Tất cả mọi người đều xua đuổi tôi, ngoại trừ hai mẹ con cô. Họ đều là khẩu Phật tâm xà, sẽ không tránh khỏi hình phạt của bề trên đã giao phó cho tôi thi hành. Đó là một trận đại hồng thủy. Tôi cho hai mẹ con nhà cô gối tro này hãy gãi quanh nhà để tránh khỏi kiếp nạn này. Còn có hai mảnh vỏ trấu này sẽ biến thành hai chiếc thuyền giúp hai mẹ con cô." Nói xong, bà lão liền biến mất. Hai mẹ con liền vội chia nhau báo cho dân làng, nhưng ai nấy đều không tin. Ngày hôm sau, trong lúc mọi người đang chen nhau đến dự lễ Phật giữa làng, bỗng nhiên nước từ đâu cuồn cuộn chảy đến làm ngập cả một vùng rộng lớn. Riêng nhà của bà quá và cậu con trai lương thiện đã được rải tro, nên hễ nước dâng đến đâu thì mảnh đất liền dâng cao hơn đến đấy. Hai mẹ con bà quá không chịu được cảnh dân làng chết trước mặt mình, nên liền đem hai mảnh vỏ trấu thả xuống nước, lập tức biến thành hai chiếc thuyền giúp cho hai mẹ con vớt được dân làng. Cả làng bị nước tràn ngập thì hóa thành ba cái hồ rộng lớn, người ta gọi là hồ Ba Bể. Nước không thể đi được từ hồ này sang hồ kia vì có các đập đá lớn ngăn cản trở. Hồ Ba Bể rộng bát ngát, nước trong xanh như ngọc bích, nổi bật giữa núi rừng hùng vĩ của miền Thượng Du Bắc Việt. Giữa hồ là một hòn đảo nhỏ, người địa phương gọi đó là hòn Bà Quá. Đồng thời, những người còn sống tiếp đã lập nên đền thờ có tên là An Mạ, tức là nơi an nghỉ của dân làng.